Alo, chào mừng anh em đã trở lại với kênh của Bình Luận Viên Hoàng Hải. Thì ngày hôm nay Hải vẫn sẽ tiếp tục mang đến cho anh em những cái video nhận định phân tích các cái trận đấu ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu, cũng như là những giải đấu bóng đá đáng được chú ý khác nha. Thì video này của Hải sẽ được đăng tải ở trên hai kênh Bình Luận Viên Hoàng Hải và cũng như là kênh Xem Bóng Đá Là Có Tiền nha anh em. Đây là kênh của một người anh, một người thầy trước đây của mình. Đó thì kể từ ngày hôm nay Hải vẫn sẽ đảm nhiệm cái vai trò sản xuất video và đồng hành cùng tất cả những em ở trên kênh Xem Bóng Đá Là Có Tiền nha. Đó nên là anh em nào mà thấy video này hay, để lại cho mình một like, đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để có thể xem sớm những video mới nhất từ kênh Xem Bóng Đá Là Có Tiền và cũng như là kênh Bình Luận Viên Hoàng Hải nha anh em. Rồi quay trở lại nội dung chính ở video ngày hôm nay, thì mình sẽ mang đến cho anh em cái trận cầu thuộc khuôn khổ vòng 35 ngoại hạng Anh, trận đấu giữa West Ham United và Liverpool. Trận đấu này sẽ được diễn ra lúc 18:30 ngày 27/4/2024 nha anh em. Đó, nếu như mà anh em nào mà đang còn lang thang bên ngoài, chưa có cho mình nhóm chơi á, còn chưa có nhóm để theo, chưa có kèo để chơi, thì có thể liên hệ với mình qua Telegram, đó là cộng Bình Luận Viên Hoàng Hải. Và cái nhóm mình cũng có một cái nhóm kèo miễn phí có ghim ở trên phần giới thiệu kênh, anh em có thể truy cập vào cái phần giới thiệu của kênh để có thể vào thẳng cái nhóm chung, nhóm công khai, để có thể nhận đầy đủ các tiếp kèo mỗi ngày để cho anh em có thể tham khảo nha. Ở trên nhóm này thì ngoài mình ra thì cũng có một người anh, một người thầy khác, đó là Bình Luận Viên Hải Minh, sẽ lên kèo cho anh em đây các cái trận đấu ở C1 nè, ngoại hạng Anh. Đó, ngoại hạng Anh thì ngày hôm qua mình cũng có lên cho anh em một vài các trận đấu. Đây cũng một trận đấu của Liverpool với Fulham, thì mình lên cho anh em hai cái mã kèo Liverpool trừ 0.5 FT cũng như tài 3 FT. Trận đấu kết thúc với tỷ số là 3-1 nghiêng về cho Liverpool, thì ăn full cả hai cái mã kèo này. Đó, trận cầu giữa Uzbekistan và Việt Nam ở trong khuôn khổ AFC U23 2023-2024 nha anh em. Đó thì mình cho anh em nằm duy nhất một cái mã kèo Uzbekistan trừ 0.75 FT, thì chúng ta cũng đã clear được cái mã kèo này. Đó nên là anh em nào mà đang cần các cái mã kèo uy tín và chất lượng thì có thể liên hệ với mình qua Telegram hoặc là vào thẳng luôn nhóm chung, nhóm công khai, mình có ghim ở trên phần giới thiệu của kênh nha. Rồi thì quay trở lại nội dung chính, trận đấu giữa West Ham và Liverpool, thì trước hết chúng ta sẽ nhìn một chút về các cái mã kèo mà nhà cái đưa ra ở trong cái trận cầu này. Đây, hiện tại cũng còn khá là sớm nên là các cái tỷ lệ kèo hiện tại vẫn chưa ổn định và chính xác 100% nha anh em. Đó, hiện tại vẫn chỉ có một cái mã kèo chính thôi, có các mã kèo gốc thẻ thì hiện tại vẫn chưa có nha anh em. Hiện tại đang có cái mức kèo Liverpool trừ 1 FT với mức ăn đang là 1.80 so với 2.08 của bên phía đội chủ nhà West Ham nha anh em. Tài xỉu cũng tương đối là cao, 3.5. Đó, và hiệp 1 thì Liver sẽ chấp 0.5 và tài xỉu 1 sẽ là 1.5 nha anh em. Rồi thì đối với các cái tỷ lệ mà cái đưa ra thế này, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích và nhận định để có thể mà chốt cho anh em các cái mã kèo có thể đầu tư được vào trong trận cầu này nha. Rồi thì trước hết chúng ta sẽ nhìn một chút về tình hình ở trên bảng xếp hạng hiện tại của cả hai đội bóng. Thì bên phía Liverpool hiện tại họ vẫn đang cố gắng tiếp tục duy trì bám đuổi trong cái cuộc đua tam mã với Arsenal, Man City trong cái cuộc đua giành ngôi vô địch ở mùa giải năm nay nha anh em. Khi mà khoảng cách của ba đội bóng dẫn đầu đang là cực kỳ xích sao. Arsenal hiện tại đang dẫn đầu với 77 điểm sau 34 vòng đấu nha anh em. Liverpool thì đang đá ít hơn một trận nên hiện tại là vẫn ít hơn Arsenal 3 điểm. Đó, nếu như mà giành được chiến thắng ở trong cái trận đấu đá bù ngày hôm nay trước các cầu thủ Everton, thì Liverpool có thể với cái hiệu số này là cũng chưa thể lấy lại được ngôi đầu nha anh em. Đó, vẫn sẽ xếp sau Arsenal thôi. Còn về bên phía Man City thì hiện tại vẫn đang đá ít hơn Liverpool một trận và cũng như là đá ít hơn Arsenal 2 trận nha anh em. Tuy nhiên thì họ đang có 73 điểm khoảng cách với đội bóng dẫn đầu Arsenal, hiện tại chỉ là 4 điểm thôi. Nếu như mà hai cái trận đấu tiếp theo của Man City mà họ đều có cho mình được chiến thắng thì đương nhiên là Man City sẽ tiếp tục duy trì cái ngôi đầu bảng của mình nha anh em. Rồi, còn về bên phía các thủ West Ham United thì họ cũng đã đá đủ 34 vòng rồi anh em, có được cho mình 48 điểm sau 34 vòng đấu, 13 chiến thắng, 9 trận hòa, 12 trận thua, ghi được 54 bàn thắng và để thủng lưới 63 bàn nha anh em. Đó, hiện tại đang đứng ở vị trí top thứ 8 như thế này thì để cạnh tranh cái tấm vé dự cúp châu thì cũng nói chung là cũng tương đối là khó khăn để cạnh tranh cái vị trí top 5. Tuy nhiên top 6 hiện tại với khoảng cách 2 điểm trước Newcastle thì mình nghĩ là cả West Ham United và cũng như là Man United cũng có thể cạnh tranh được cái vị trí này ở cái tấm vé dự cúp C2 mùa sau nha anh em. Đó nên là nói chung là cả Liverpool, bên phía Liverpool thì họ có cái động lực thi đấu nhiều hơn để có thể cố gắng bám đuổi Arsenal cũng như Man City trong cuộc đua vô địch. Còn bên phía West Ham thì nói chung là trụ hạng thì cũng khá là an toàn rồi. Đó, hiện tại là nếu như mà các cầu thủ West Ham hướng đến cái vị trí mà dự cúp châu Âu được đó, thì họ cũng sẽ có động lực khá là lớn ở trong trận cầu ngày hôm nay. Rồi, chúng ta sẽ nhìn một chút về cái thành tích đối đầu và cái phong độ gần đây của cả hai đội bóng. Thì bên phía Liverpool West Ham ở trong 10 trận đấu gần nhất
thì các cầu thủ West Ham United chỉ thắng được duy nhất một lần thôi anh em. Đó, chỉ thắng được duy nhất một lần ở mùa giải năm 2021 thôi. Năm 2021 thì các cầu thủ West Ham United chỉ thắng được duy nhất một trận là chiến thắng 3-2. Chiến thắng 3-2 cũng thuộc khuôn khổ Ngoại hạng chứ Liverpool thôi anh em. Còn lại họ để thua đến 9 trận nè, không tính thành tích sân nhà sân khách nha. Đó, không tính thành tích sân nhà sân khách thì các cầu thủ Liverpool hiện tại vẫn đang duy trì được cho mình cái mạch 9 chiến thắng và chỉ để thua duy nhất một trận chứ các cầu thủ West Ham ở trong 10 trận đấu gần đây nhất thôi. Đó, cái tỷ lệ lia kèo handicap ở trong 3 trận đấu gần đây của các cầu thủ West Ham cũng tương đối là tệ khi mà họ toàn thua handicap. Đó. Tuy nhiên thì 3 cái trận đấu gần đây của bên phía West Ham và Liverpool thì đều nổ tài nha anh em. Đó, đều nổ tài. Cái tỷ lệ thắng kèo handicap của các thủ West Ham ở trong 10 trận đấu này nhất thì cũng rơi vào mức tầm khoảng 50-50 thôi anh em. Với các mã kèo chấp rơi vào tầm khoảng từ 0.75 nè. Đó, 0.75, 1.5. Và mùa giải 2020 thì chấp lên đến 2.25 dành cho bên phía các thủ Liverpool nha anh em. Đó, thì nói chung là cái tỷ lệ lia kèo handicap như thế này thì nói chung là cũng tương đối là ổn định dành cho cả bên phía West Ham và Liverpool. Đó, còn về cái phong độ gần đây thì các cầu thủ West Ham ở trong 10 trận đấu gần nhất thì họ chỉ có cho mình được 2 chiến thắng thôi anh em. 2 chiến thắng, 4 trận hòa và để thua đến 4 trận. 2 chiến thắng trước các cầu thủ Wolverhampton. Đó, và cũng như là Facebook, một trận cầu ở trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh và cũng như là một trận đấu ở trong khuôn khổ Europa League nha. Đó, họ cũng vừa trải qua chuỗi 4 trận đấu liên tiếp chưa biết đến 10 chiến thắng nha anh em. Có đến 3 thất bại và một trận hòa trước Bayer Leverkusen. Đó, trận hòa này thì nói chung là cũng không giúp được họ. Đó, trận lượt đi thì họ để thua 2-0 trên sân của Leverkusen nè. Đó, lượt về họ hòa 1-1 nên là cũng bị loại khỏi cái giải đấu này. Đó, họ cũng để thua 2-0 trước các thủ Fulham và cũng như là 5-2 trước các thủ Crystal Palace nha anh em. Một cái đội bóng đang ở nửa dưới bảng xếp hạng. Đó, còn về cái thành tích thi đấu trên sân nhà của mình thì cũng không có gì cải thiện nhiều. Không có gì cải thiện nhiều khi mà cái thành tích của các cầu thủ West Ham cũng không được tốt khi mà họ cũng chỉ có được cho mình 2 chiến thắng trước Freiburg với tỷ số 5-0 ở trong khuôn khổ cúp C2 và cũng như là một cái trận thắng 4-2 trước Bayern Brentford thôi anh em. Còn lại họ toàn hòa với thua. Đó, tỷ lệ thắng của họ chỉ rơi vào tầm khoảng 20%, tỷ lệ lia kèo handicap và cũng như là tỷ lệ về tài là tầm khoảng 40% cho các trận đấu gần đây mà các cầu thủ West Ham thi đấu trên sân nhà của mình. Đó, còn về bên phía các cầu thủ Liverpool. Bên phía các thủ Liverpool thì ở trong 10 trận đấu gần nhất thì họ chỉ mới để thua 2 trận thôi anh em. Chỉ mới để thua 2 trận trước các thủ Crystal Palace. Đó, và cũng như là một cái trận thua 3-0 trước Atalanta. Đó, Atalanta ở trong Europa League luôn. Thì các thủ Liverpool cũng đã buông ở cái giải đấu này để có thể tập trung 100% cái năng lực của mình ở Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay nha anh em. Đó, còn lại thì họ cũng vừa có cho mình 2 cái chiến thắng liên tiếp với tỷ số 1-0 trước các thủ Atalanta và cũng như một chiến thắng 3-1 trước Fulham. Cái trận cầu vừa rồi mình cũng có lên kèo cho anh em. Đó, tuy nhiên thì cái tỷ lệ lia kèo handicap của lưỡi đèn đỏ khá là tệ nha anh em, khi mà họ chỉ thắng được kèo handicap 3 trận đấu thôi trước Fulham với tỷ lệ chấp 1 nè. Đó, và cũng như là 2 trận cầu trước Sparta Praha và cũng như một trận cầu trước Man City thôi. Đó, với cái mức chấp 2 trước Sparta nè cũng như là mã kèo được chấp 0.25 dành cho bên phía Man City. Đó, tuy nhiên thì cái tỷ lệ nổ tài ở trên mức trung bình dành cho các cái trận đấu gần đây của Liverpool, các trận đấu gần đây của Liverpool thì nổ tài khá là nhiều nha anh em. Đa phần các trận đấu đều có từ 3 bàn đổ lên. Đó, đều có từ 3 bàn đổ lên thôi. Nói chung là ở mùa giải năm nay thì mình cảm nhận được Liverpool là một trong cái trận đội bóng mà thi đấu tương đối là cống hiến nha, bên cạnh Arsenal thường đa phần có được cho mình các chiến thắng với tỷ số cách biệt khá là nhiều. Đó, còn về cái thành tích thi đấu trên sân khách thì ở trong 10 trận đấu hay nhất làm khách thì họ cũng chỉ mới để thua duy nhất một cái trận đấu trước đại kình được Arsenal thôi anh em. Hồi tháng 2 cũng khá là lâu. Đó, các cầu thủ Liverpool cũng đang giữ cho mình cái thành tích bất bại cũng hơn 2 tháng rồi anh em. Đó, thành tích bất bại trên sân khách cũng hơn 2 tháng trời rồi. Đó, nói chung là một cái phong độ thi đấu cũng tương đối là ổn của lữ đoàn đỏ mùa giải năm nay. Đó, ngoài cái thất bại khá là đáng tiếc ở trong cái trận đấu vừa rồi, ở cái trận đấu trước Crystal Palace để thua với tỷ số 1-0, đó qua đó là cũng đánh mất cái lợi thế của mình ở trong cái cuộc đua vô địch mùa giải năm nay. Đó, còn về cái tỷ lệ lia kèo handicap thì nói chung là cũng khá là thấp thôi anh em, tầm khoảng 33.3% cho cái chuyến làm khách gần đây khi mà họ chỉ lia được 3 trận thôi. 3 trận trước Fulham, Sparta nè và cũng như là Brentford thôi. Tuy nhiên cái tỷ lệ nổ tài như mình cũng đã đề cập là cái tỷ lệ nổ tài ở trong các trận đấu mà có Liverpool thì nổ tài khá là cao, cái mức tầm khoảng 66.7% nha anh em. Đó. Rồi, hiện tại vẫn chưa có các cái mã kèo liên quan đến gốc và thẻ thì nói chung là
Với cái mức kèo trung bình ở ngoại hạng Anh tầm khoảng 9.5, 10 hòa, 10.5 thì mình sẽ xem thử coi là cả hai đội bóng có bao nhiêu cái trận đấu là có thể bề được các mã kèo liên quan đến tài góc nha anh em. Ở bên phía West Ham thì họ có cho mình 1, 2, 3 nè. Đó. 4 trên 10 trận đấu thôi anh em, tầm khoảng 40%. Còn về bên phía cái thủ Liverpool thì họ có cho mình 1 nè, 2 nè. Đó. 3. Thì cũng chỉ có 3 trên 9 trận thôi anh em. Cái tỷ lệ nổ góc cũng khá là ít cả bên phía cái cầu thủ West Ham và cũng như là Liverpool nha anh em. Nhưng mà được thì nếu như các mã kèo tầm khoảng 11 hòa đổ xuống thì mình nghĩ là nói chung là tỷ lệ mà đánh góc sớm cả trận thì nói chung cũng khá là khoai. Mình khuyên anh em là nên đa phần là nên xem cái đội hình chính thức đó và cũng như là cái diễn biến trận đấu diễn ra như thế nào, cả hai đội bóng có cống hiến hay không đó, và cái lối chơi của Liverpool nó có hảo hán hay không, thì anh em hãy đầu tư vào các mã kèo gốc nha. Khi nào mà có tỷ lệ kèo chính xác và cũng như là cái đội hình ra sân chính thức của cả hai đội bóng thì lúc đó mình sẽ chốt cho anh em các mã kèo gốc ở trên nhóm sau nha. Nên là anh em nào mà đang chưa có cho mình nhóm chơi thì có thể liên hệ với mình qua Telegram cộng với Liverpool Hoàng Hải hoặc là vào thẳng luôn nhóm kèo miễn phí mình có ghi ở phần giới thiệu kênh nha. Rồi thì nói chung là cũng còn khá là sớm, thì cái trận đấu này mới diễn ra thì nói chung là tối nay thì Liverpool nó cũng còn một cái trận đấu trước Everton đó anh em. Mình lên clip sớm hơn tầm khoảng 2 ngày để có thể mà nói chung là lên sớm để cho anh em có một cái nhìn khách quan cũng như là để có thể cắn được cái đề xuất của YouTube á, nên là mình cũng phải lên video khá là sớm đó, nên là mình sẽ xem thử coi diễn biến của trận đấu ngày hôm nay giữa Liverpool Everton nó sẽ diễn ra như thế nào đó, thì mình sẽ có thể đánh giá một cách tốt nhất về cái trận đấu tiếp theo của Liverpool và cũng như là West Ham nha anh em. Đó thì hiện tại là mình cũng nói chung là các cái trận đấu đa phần của ba ông lớn Liverpool, Arsenal, Man City thì nếu như mà các cái mức chấp dưới 1 thì anh em đều có thể đầu tư được nha anh em. Đó nên là mình vẫn sẽ tiếp tục đầu tư vào một cái tỷ lệ chấp 1 hòa cả trận dành cho bên phía Liverpool. Thì nói chung là cái giai đoạn từ đây đến cuối mùa giải thì nếu như mà còn tầm khoảng 5 cái vòng đấu thì để mà Liverpool, Arsenal hay Man City mà có thể thua hoặc hòa ở trong năm, ví dụ như là còn 5 vòng đấu còn lại đi đó, thì nói chung là để mà Liverpool mất điểm, Arsenal mất điểm hay là Man City mất điểm cũng khá là khó. Nên là cái tỷ lệ mà anh em đánh từ 1 hòa đổ xuống đó dành cho ba cái đội bóng này là đều có thể đầu tư được với cái tỷ lệ trên là tầm khoảng 80-20 đó. Thì mình nghĩ là với các mức chấp 1 hòa handicap thì anh em vẫn có thể đầu tư được dành cho các cái trận đấu mà nếu như có mặt của Liverpool, Arsenal và cũng như Man City nha anh em. Đó, còn về các mã kèo tài thì hiện tại đang khá là cao, mình không kết kèo tài ở trong cái nói chung là cái tỷ lệ 3.5 cũng tương đối là cao đó. Mình anh em có thể chờ hạ hoặc là đánh running ở trong trận thì khi nào mà để xem cái diễn biến của trận đấu như thế nào, cái đội hình ra sân chính thức của Liverpool nó có đầy đủ lực lượng hay không á, thì mình sẽ đầu tư sau ở các mã kèo tài và cũng như là các mã kèo liên quan đến góc và thẻ nha anh em. Đó thì video này lên khá là sớm nên là mình cũng chỉ chốt cho anh em được duy nhất cái mã kèo Liverpool trừ 1 FT ở trong cái trận cầu ngày hôm nay giữa West Ham và Liverpool thôi. Rồi thì đây là những cái nhận định phân tích và cũng như là các cái mã kèo mình lên cho anh em ở trong trận đấu giữa West Ham Liverpool thuộc khuôn khổ vòng 35 ngoại hạng Anh. Trận đấu này sẽ được diễn ra lúc 18:30 ngày 27 tháng 4 2024 nha anh em. Nếu như mà anh em thấy video này hay thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để có thể xem sớm những video mới nhất từ kênh Bình Luận Viên Hoàng Hải và cũng như là kênh Xem Bóng Là Có Tiền của mình nha. Rồi thì mình cũng xin cảm ơn anh em đã xem hết video và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.